Chính phủ Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm hàng đêm sau khi trùm ma túy khét tiếng nhất nước này vượt ngục. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp lệnh giới nghiêm hàng đêm trên cả nước, bắt đầu từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày và Ecuador sẽ huy động quân đội để đảm bảo an ninh tại các đô thị và nhà tù trên cả nước. Tình trạng khẩn cấp được ban bố trong bối cảnh lực lượng chức năng Ecuador đang khẩn trương truy lùng chùm ma túy Jose Adolfo Macias, biệt danh là Fito. Vào ngày 7 tháng 1, Fito đã bất ngờ biến mất khỏi nhà tù ở thành phố cảng Guayaquil. Đối tượng này đang thụ án 34 năm tù vì các tội danh buôn ma túy và giết người. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm và có những hành động mang tính chất khủng bố. Tòa án tối cao Pakistan đã bãi bỏ lệnh cấm tranh cử suốt đời các chính trị gia từng bị kết án. Quyết định này mở đường cho cựu thủ tướng Nawaz Sharif tham gia tranh cử lần thứ tư. Lệnh cấm tham gia tranh cử suốt đời đối với các chính trị gia Pakistan bị kết án đã được áp dụng vào năm 2018. Theo quyết định mới của tòa án tối cao, các chính trị gia bị kết án sẽ chỉ bị cấm tranh cử 5 năm thay vì bị cấm suốt đời. Đảng của cựu thủ tướng Nawaz Sharif cho biết vị chính trị gia này sẽ tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư sau khi trở về vào tháng 10 năm 2023 sau 4 năm sống lưu vong ở London. Ông Sharif từ chức thủ tướng vào năm 2017 do những cáo buộc tham nhũng. Đối thủ chính của ông Imran Khan hiện đang thụ án tù cũng đã công bố kế hoạch tranh cử vào tháng tới. Ngày 9 tháng 1, Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật nhằm chấm dứt việc bán và ăn thịt chó trên toàn quốc, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2027. Đây là kết quả của việc Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền và Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc đã cùng nhau thúc đẩy dự luật đặc biệt này. Dự luật cấm bán và ăn thịt chó mang tính bước ngoặt tại Hàn Quốc, quốc gia có tập tục ăn thịt chó từ hàng thế kỷ qua. Dự luật đã được thông qua với 208 phiếu ủng hộ áp đảo tại Quốc hội Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 1, sau khi Ủy ban Nông nghiệp tán thành vào đầu tuần này. Luật mới cấm nuôi, giết mổ, phân phối và bán thịt chó cho người tiêu thụ. Trong bối cảnh nhận thức về quyền động vật và số lượng người nuôi chó làm thú cưng ngày càng tăng tại quốc gia Đông Bắc Á này. Luật mới cũng cung cấp hỗ trợ cho những người trong ngành kinh doanh thịt chó dừng hoạt động kinh doanh hoặc chuyển sang công việc mới. Người giết chó làm thức ăn có thể bị phạt tới 3 năm tù hoặc bị phạt tiền 30 triệu won, tương đương với 23.000 đô la. Tổ chức công đoàn TOC của Anh cho biết hiện Anh là quốc gia duy nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mà ngân sách hộ gia đình chưa phục hồi về mức trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Theo Tổ chức công đoàn TOC của Anh, trong khi thu nhập của các hộ gia đình tại các nước khác trong nhóm G7 đã phục hồi, tình hình này khiến hàng triệu người ở Anh phải gánh chịu các hóa đơn tăng vọt, đẩy nhiều người chìm sâu trong nợ nần. Thu nhập khả dụng hộ gia đình trên thực tế có tính đến giá cả gia tăng do lạm phát vào cuối quý 2 năm ngoái thấp hơn 1,2% so với cuối năm 2019. Trong khi đó, thu nhập khả dụng hộ gia đình trong cùng thời gian ở các nước G7 đã tăng trung bình 3,5%. Lạm phát tại Anh đã tăng lên mức cao nhất là hơn 11%, làm giảm thu nhập hộ gia đình vào thời điểm giá năng lượng tăng cao do cuộc xung đột Nga-Ukraine.